Lời nói đầu. Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ, cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ đạo Phật. Dân chúng thường nói đạo Phật là đạo của ông bà, hay nhà nào có đốt hương đều là tín đồ đạo Phật cả. Kể về số lượng thì tín đồ Phật giáo ở Việt Nam thật là đông đảo, nhưng xét về phần phẩm thì chúng ta chưa có thể lạc quan được. Tình trạng phẩm ít lượng nhiều ấy phát sinh vì nhiều nguyên nhân phức tạp. Có người theo đạo Phật vì truyền thống của ông cha, ông cha theo đạo Phật nên con cháu cũng theo. Có người theo đạo Phật vì tình cảm đối với thân bằng quyến thuộc, hay đối với cái đạo đã chia sẻ những phút vui buồn thịnh suy của đất nước. Có người theo đạo Phật vì mong cầu được tai qua nạn khỏi, hay cầu của, cầu con, vân vân. Ngày nay vẫn biết có một số đông tín đồ đã hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của đạo Phật, nhưng cái số ấy không phải là đa số. Nếu đem so với cái khối tín đồ hiểu đạo một cách nông cạn hay sai lạc nói trên, vì không hiểu một cách thấu đáo đạo Phật nên lòng tin không được chắc chắn. Mỗi khi gặp một lý thuyết nào lạ, một tôn giáo nào mới thì họ ùa hòa tin theo như cây thiếu rễ cái, gió thổi phía nào thì ngã rạp theo phía ấy, thật đáng buồn thương. Tình trạng buồn thương ấy có thể bổ cứu được nếu chúng ta có một chương trình dạy Phật pháp bằng chữ Việt. Dân tộc ta là người Việt, ở đất Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, mà kinh sách toàn bằng chữ ngoại quốc. Cả kho triết lý cao sâu của đạo Phật vẫn còn nằm nguyên trong ba tàng chữ Trung Quốc, thử hỏi có mấy ai đọc được. Như thế thì bảo tín đồ làm sao hiểu biết giáo lý cao sâu của đạo Phật, và lòng tin làm sao vững chắc được. Nóng lòng vì tình cảnh ấy, chúng tôi bạo dạng và cố gắng soạn ra chương trình Phật học phổ thông này, mong giúp tín đồ mau hiểu giáo lý, thấy được chỗ quý báu của đạo, để cho lòng tin được chân chánh và vững bền. Chúng tôi tự biết mình đức bạc tài sơ, chưa đủ khả năng làm việc vĩ đại này. Nhưng nếu do dự và nhún nhường mãi, rồi suốt đời cũng chẳng làm được việc gì, chi bằng cứ cố gắng hy sinh đắp trước con đường đất, để cho các bậc có tài đức sau này sửa chữa lại, rồi cán đá và tráng nhựa. Chương trình Phật học phổ thông có mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật pháp từ thấp đến cao, lấy ngũ thừa Phật giáo làm nền tảng. Từ khóa thứ nhất đến khóa thứ tư, chúng tôi đã soạn hết ngũ thừa Phật giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi, các khóa sau chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây thêm bề cao của tòa nhà Phật giáo. Từ khóa thứ năm đến khóa thứ 12, tín đồ sẽ tuần tự học về Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Duy Thức Luận và Kim Cang Tâm Kinh. Chương trình này chúng tôi đã soạn từ năm 1953 đến nay và đã xuất bản thành tập, từ tập Phật học phổ thông thứ nhất cho đến tập Phật học phổ thông thứ 12. Công việc trên đây là cả một gánh nặng mà đường lại dài. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu những vị nhiệt tâm vì đạo, từ quý vị đại đức, tăng già cho đến các hàng cư sĩ, kẻ công, người của tiếp xứng với chúng tôi, hoặc giúp sáng kiến, tài liệu hay tài chánh, cùng nhau xây dựng cho hoàn bị một chương trình hoằng pháp ở nước nhà, hầu bổ cứu những khuyết điểm và dẹp bỏ những tình tệ trong đạo Phật từ trước đến nay. Chúng tôi chấm dứt trong sự tin tưởng ở lòng nhiệt thành vì đạo của quý vị độc giả xa gần. Ban hoằng pháp. Lời giới thiệu. Trung tâm Diệu Pháp Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử cùng chư thiện hữu. Khi tiếp cận chánh pháp, thông thường người ta sử dụng phương pháp đọc tụng, thọ trì, giải nói hoặc biên chép. Phương pháp này ảnh hưởng sâu sắc đến tâm thức của chính bản thân ta. Thế nhưng, với những phương cách này, đòi hỏi chúng ta phải ngưng công việc hiện hành
thì mới có thể trực nhận được trọn vẹn triết lý cao siêu trong từng trang kinh sách. Trong khi đó, phương pháp nghe âm thanh là phương pháp dễ dàng dung hòa với mọi công việc khác trong cùng một thời gian và có thể ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Như chúng ta có thể nghe chánh pháp trên đường đi, nơi công cộng, hoặc vừa làm việc vừa nghe pháp. Thậm chí, ngay cả những lúc ăn uống hay nghỉ ngơi, chúng ta đều có thể đồng nghe chánh pháp. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi bạch với Đức Thế Tôn khi Ngài chọn những pháp tu chứng viên thông cho người ở thế giới Ta Bà: Con nay kính bạch Đức Thế Tôn, Phật ra đời ở cõi Ta Bà. Trong cõi này giáo môn thích ứng, hiệu quả tốt ở nói và nghe. Muốn thành tựu được Tam Ma Địa, chánh định, phải vận dụng tánh nghe mà nhập. Kinh Lăng Nghiêm. Điều này nhằm nhấn mạnh cho chúng ta hiểu được, nếu ai biết văn kinh thính pháp với lòng nhiệt thành, thâm tín, với tâm hoan hỷ, phụng hành, thì công đức không thể nghĩ bàn. Nhận chân được giá trị của lời kinh Phật, thể nhập với cuộc sống hiện tại trong xu hướng hiện đại hóa toàn cầu, Trung tâm Diệu Pháp Âm, gọi tắt là Diệu Pháp Âm, xin được góp phần phổ biến chánh pháp qua phương tiện thính âm. Chỉ mong giúp cho người hữu duyên có nhiều điều kiện tiếp cận Phật Pháp và những ai đang thực hành giáo Pháp có thêm phương tiện giữ vững chánh niệm và tỉnh thức qua sự vận hành của tâm ý trong khi phải đối đầu với biết bao công việc của cuộc sống hiện tại. Diệu Pháp Âm, tiếng nói chánh Pháp tô điểm cho ngôi nhà Phật Pháp ngày càng vững bền hơn, sáng ngời hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả vô số lượng chúng sanh nghe Phật Pháp tu hành, nghiệp phiền não chứng dứt, phước đức trí tuệ sanh, đều tỏ ngộ chánh pháp, phát triển bồ đề tâm, sớm tri kiến giải thoát, thành vô thượng chánh giác. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thành phố Hồ Chí Minh, Bính Tuất, năm 2006. Ban chủ nhiệm kính ghi. Bước chân viên thông vô ngần,
rằng người chân lý từ bi.